Good game Argentina. Thank you.
Hello, hello, hello. Xin chào em. Để mình share link đấy ha. Sau đó là mình sẽ sắp xếp. Chuyện hôm nay sẽ bắt đầu stream sớm hơn một chút, tại vì là sẽ cài đặt lại Silent Night Boss. No, it's Autobot, Autobot. I don't know. Hiện tại thì chưa có danh sách, tại vì là thằng admin của trận này họ đang sắp xếp lại một chút, tại vì cái trận của Argentina thì là kéo là hơi lâu, vì vậy là chúng ta sẽ từ từ hơn một từ từ một chút, vì vì thế là mình bắt đầu stream sớm hơn để có những cái lỗi nào thì mình cắt vượt sớm. Và chúng ta sẽ đợi trong một giây lát, tại vì là admin đang chuẩn bị đi trận Argentina và vừa rồi trận Argentina với lại Panama thì sẽ có kéo dài hơi lâu, ít view cũng không nản, tại vì đơn giản là mình cùng làm cái stream này là cổ vũ cho Việt Nam thôi mà, không cần phải nhiều view. Như là bình thường mình stream mình chỉ có độ 8 7 8 9 người mình xem mà mình vẫn có view bình thường thôi, vẫn stream bình thường thôi, không có gì phải ngại hết. Hai nữa là kênh mình là kênh bé, ví dụ như bình thường nhé. Ví dụ như những kênh mà dụ có một phải nói như nào nhỉ, những kênh mà có tới 2.000 một triệu sub, nhưng mà 1 triệu sub tuy nhiên thì người xem stream cũng chỉ đến tổng có 10.000 thôi, tính ra cũng chỉ là 1%,
trong khi là kênh của mình nó chỉ khoảng độ 100-200 người sub thôi, thì 10 người xem cũng là một thầm, tính ra đâu cũng khác gì nhau đâu, đúng không? Đấy, nên là một cái điều mà mình nói là mình làm stream này thì cũng gọi là vui thôi, không có gì là phải nghĩ. Hôm nay thì là một trận đấu cực kỳ quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, vì là trận này nếu mà Việt Nam mà thua thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ thất vọng rất nhiều, tại vì đơn giản là Á quân. Đầu tư video mà có tiếng Anh thì đúng rồi, tiếng chuẩn luôn, tại vì là khi mà stream á, thì họ nghe được nhiều cả tiếng Anh cả tiếng đấy rồi. Tuy nhiên thì khi, bây giờ ấy, không giống như ngày trước ấy, không giống như ngày trước là bây giờ trên giải này á, stream họ stream rất nhiều caster bọn rất nhiều rồi, ngày trước là chỉ độ 2-3 thằng thôi, tuy nhiên bây giờ sẽ có rất nhiều thằng. Một trận đó, những trận nổi tiếng như kiểu là trận Mexico, trận Mỹ này thì hầu hết đều là khoảng độ 5 thằng stream caster, mà mình lại chỉ only tiếng Việt thôi và một chút về tiếng Anh, vì vậy là mình view ít là cái điều đương nhiên rồi, kênh mình lại bé nữa. Ra kiếm được có mấy đồng à, đã rút chưa rút được tiền luôn. From Việt Nam Sunrest, người Việt Nam mà đúng không? Stream nhiều game thì đúng là mình muốn stream cả PUBG nữa, nhưng mà chơi PUBG thì phải chơi rất là lâu, chơi phải 4-5 tiếng, 6 tiếng thôi mà chơi như cái đấy vẫn mệt lắm. Đó là một cái điều mà mình suy nghĩ là cứ những hôm nào mà phải rảnh cơ, tại vì mấy hôm nay là nó có cái Silverwood nên là mình không không thể stream kiểu dài như vậy được. Ok, phải nói hôm nay là một trận đấu rất quan trọng, mặc dù là I'm from USA. Ok, welcome, nice to meet you. Độ khoảng 15 phút nữa sẽ bắt đầu đánh, 10 phút nữa, tại vì là trận Argentina và Paraguay, Argentina và Panama thì nó hơi kéo dài, hơi dài một chút, vì vậy là thằng admin nó bây giờ nó chưa chuẩn bị được, nó phải từ từ. Bây giờ thì đã có được Hoàng Hải này, Nhím và Legend đã vào zone của clan rồi, chúng ta cũng chờ xem ha. My Style cũng vào rồi. Bên này có phiền hay chưa? From South Korea, welcome. Bên mình có cả VN Champion và Vietnam Glory. Đấy là hai team đứng đầu của cộng đồng Crash Royale Việt Nam rồi, vì vậy là sẽ có những người ở đấy thôi. Hầu hết là những người ở đấy xuất phát từ hai clan đấy thì họ sẽ tổ chức đánh. Đấy, các bạn có thấy là Hoàng Hải, Legend, Nhím đã có vào đây rồi. Rất là khẩn trương. Sài Gòn Shipper cũng vừa vào rồi. Good. Yeah, good. Thank you. Hoàng Hải không stream. Mình cũng không biết là Hoàng Hải có stream hay không, nhưng mà hôm nay là mình stream ủng hộ anh em Việt Nam. Mặc dù là mình biết là nếu mà có Hoàng Hải stream thì mình không gọi là không có view được. Nên là thôi mình cứ stream cho anh em vui thôi. Ok. Mình không biết là ai sẽ là admin trận này. À, vào nhanh thế. Cool. Ok, và chúng ta sẽ chờ trong giây lát để chúng ta để admin nó sắp xếp trận đấu đã. Bên admin trận này là ai ta?
Mọi người comment cho mình về chất lượng âm thanh hình ảnh như nào. Ok, like for em. Thank you. Anh em comment xem là chất lượng âm thanh hình ảnh có sắc nét không, như thế nào, có mờ không để mình còn khắc phục. Bên em đang 9 giờ tối. À, 9 giờ tối à? Nếu mà 9 giờ tối thì là ở gần bên Mỹ à? Tại vì bên Mỹ bây giờ là 10 giờ tối. Thì một nước nào đấy gần bên Mỹ. Ờ, ở đây có một người cùng bên Mỹ kìa, Sunred với lại An Vũ. Hello. Kansa. Hello. Trời ơi, hôm nay một trận rất là quan trọng cho đội tuyển Việt Nam và không thể có một lỗi sai sót nào trong đây được. Sinh nhiên Mota. Và mình rất trông chờ vào cái việc là đánh ăn chắc mặc và người ta có một câu nói là ăn chắc mặc bền. Australia winner. I don't think so. We have a best player. See. An à, An thì dạo này không hiểu sao điêu rồi ấy. Stream của mình so với lại mình stream thì chỉ chậm đúng 5 giây thôi nhá. Ok. Chỉ chậm đúng 5 giây thôi. Đấy là một điều mà mình đã khắc phục rất là lớn rồi. Vâng, tin đã hai vào rồi. Chưa mất nào. Winner. Ok. Có drama Zali thì phải. Không nhớ nhưng mà Việt Nam mình được đứng top. Việt Nam mình thì hiện tại khi mà kết thúc vòng playoff rồi thì có Tali và có Legend. Tali thì anh đang xếp ở vị trí thứ đầu tiên. Tali đang xếp ở vị trí đầu tiên, còn Legend đang xếp ở vị trí thứ tư. Vì vậy là chúng ta sẽ có một vòng nữa đánh ở Taiwan vào ngày 11 tháng 11. Và khi đấy là chúng ta sẽ chọn hai người. Và Tali anh đang có một cái lợi thế rất là lớn khi mà anh đang đứng đầu cái giải vòng playoff thì anh đang đứng ở vị trí nhất. Vì vậy anh chỉ cần đánh một trận nữa thôi thì anh có thể là đã đi đến London rồi. Và bây giờ là trong túi của anh đang có ít nhất là 4.000 đô rồi. Phải nói là một con số mơ ước cho những người đi làm rất bình thường. Ok, và chúng ta sẽ chờ trong giây lát khi mà stream ra. À, Goblin Hoop thì có nghĩa đó là một cái deck mà mình có, chúng ta nếu mà theo dõi thường xuyên anh, nếu mà có theo dõi thường xuyên giải CCGSC của Tali đánh thì deck là một cái deck mà cực khá là hay. Hello. Hôm nay thì mình tự tin là stream của mình ngon, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động đấy. Vì vậy là mình mới dám stream để ủng hộ mọi người, chứ không là nếu mà stream thì delay thì chán lắm. Đích cũng có khám lọ. Nó nói là khám lọ phải. FIFA, what do you mean? Ok, và thực ra thì mình muốn stream để cho anh em đỡ cho Bắc Hải lỡ căng thẳng. Tại vì là vừa stream mà vừa đánh thì rất là căng thẳng. Mà trận này thì gọi là một trận rất quan trọng. Nếu mà trận thứ hai ấy, chúng ta mà gọi là định đoạt được số phận của mình
Thì bây giờ thì cô nói là muốn dễ. Link donate thì ở nó còn cái bot đấy, nó sao lại không donate được? Mình đã tìm, mình đợi tiếp, mình chìm tìm cái Mastercard. Rút này ok, không sao đâu, chỉ cần ủng hộ Vinh View là được rồi, không cần phải cần stream thì mày thì cứ bật donate mới được. Mình bật donate rồi mà, bật donate rồi mà. Oh, goodbye, goodbye. See you, good night, good night, good night. Okay, thank you. Ok, để mình điều chỉnh lại một chút nha. Còn cái việc mà donate hay không không quan trọng lắm, mình cũng không quan trọng. Mình đơn giản là có hay không mình cũng không quan trọng lắm. Mọi người ủng hộ view của mình là vui lắm rồi. Để mình chỉnh lại cái nơi ta. This command is available. Tali không phải Tali đánh, à Tali không đánh được bằng cái nick chính của Tali mà là phải dùng một cái nick khác. Vẫn donate được mà. Victoria 53. Ok, để mình click thử lại cái link của con Nightbot nhé. Thực ra là mình nghĩ là nó vẫn nó được, ủng hộ tôi.com. Được nhá. Ok, để mình click lại cái link đó ha. Link được nhá bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ quay lại trận đấu. Anh em đã bắt. Chuẩn bị đánh rồi. Ok, và bây giờ thằng Chubby Chaser là một thằng hôm nay sẽ là admin của trận này, và sẽ có một thằng bot nữa, mod với lại một thằng admin sẽ gọi là thầu ở trận này. Và hôm nay thì Việt Nam sẽ là chủ nhà, vì vậy là chủ nhà sẽ request tất cả các trận đấu. Ok, và anh em có xem ok ổn chứ nào, chất lượng thông như thế nào, comment cho mình biết để mình khắc phục luôn, không là chuẩn bị chính đánh rồi. Australia victory 5-3. No. Và nó thông báo là trong cái việc đánh, trong lúc mà đánh ấy thì chatbot hơi bự xíu mà kệ. Chatbot hơi bị rồi. Thì mình nhấn mạnh cái việc mà các bạn muốn chat là mình để đấy. Galadon có phải là Galadon Gaming không? Vâng, Galadon Gaming. Để mình xem lại ra. Và mình cũng không nhớ là thằng Galadon này có phải đúng là Galadon Gaming không. Và đúng, chuẩn luôn. Thằng này là thằng mà chơi cả game Clash Royale, và cả thằng cả Clash Royale và cả Clash of Clans nữa. Đấy, các bạn được nhớ không? Anh ơi, chỉ đặt ra còn là cái ông chơi đấy. Ok, và caster ready, I'm ready, yeah. Nó hỏi là mấy cái stream thì đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng từ đêm hôm qua rồi. Link kết bạn á.
thì kết bạn thì tí nữa có thể inbox Facebook của mình, tại vì bây giờ mình stream thì sẽ rất là khó để có thể trả lời được. Và trận đầu tiên nó chính là ai? Legend và Galadon. Galadon là đến từ Australia, là thằng streamer của streamer của Australia. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ có 4 streamer, 4 caster sẽ stream trận này. Và mình nghĩ thì Legend sẽ mang về một điểm đầu tiên cho Việt Nam thôi, tại vì Legend nó đánh rất thông minh. Phải nói là người rất thông minh, build deck cực kỳ là thông minh và đánh rất là khoa học. Một người mà mình đánh, mình phải ngồi xem mà phải là vui lòng. An lòng khi mà xem Legend đánh. Đánh cả từ những ngày đầu tiên mà mình biết Legend đến bây giờ là xem qua các trải CCGS hay là những cái trải đấu tour. Đánh rất là chắc tay. Thực ra là Legend anh có rất nhiều deck. Tuy nhiên thì ở trong những bài, trong cái trường hợp ấy, thì anh sẽ đánh những cái deck nó khác nhau. Legend thì có hai cái sở trường, đó là một cái là Bamus, Three Musketeers deck, với lại một cái nữa là cái deck mà ruồi, có cả goblin, có cả gang, có cả barrel ấy. Deck nữa đấy. I'm from Australia. Welcome. Please subscribe my channel. Thank you. Please subscribe my channel. Thank you. Thank you very much. Tali hôm nay có anh có mà. Mình nghĩ là Tali hôm nay sẽ đánh ngắt mình béo thôi, tại vì là lần trước mình Tali đánh deck mình béo. Mà hôm nay cũng đánh lấy mình béo thôi. Ok. Và có phải nói là bây giờ Tali là người giàu nhất của hội Grand rồi, khi mà anh đã có sở hữu là ít nhất là 4.000 đô. Đánh sau vòng kia là đút túi 4.000 đô cực kỳ đơn giản thôi. Nhẹ nhàng tình cảm. Anh có lại chat tin à. Good, yeah, good. Fishnet, Furnet này cũng là một thằng streamer. Bây giờ nó mới vào. Ok, và đầu tiên sẽ là Legend đánh với Garden. Legend và sẽ là người request. Hôm nay Việt Nam sẽ là chủ nhà, vì vậy là Việt Nam sẽ là người request tất cả các trận đấu. Để cho việc là nó một cách đơn giản hơn so với lại cái mùa trước, tức là việc mà request mà đối ngược lại, tức là mỗi người sang một lượt, mỗi người một lượt, rất là mệt. Cho thằng admin, cả thằng mod nữa. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu rồi. Legend, anh nói sao sao rồi. Nói là trận đấu rất là nhanh. Mình thích cách làm việc của Seuss. Nó rất là nhanh. Còn chần chờ rồi nữa Galadon. Nguyễn Thiện Nhân ơi. Lê Nhân ơi, sao lại cứ bị con Nightbot nó xóa nhỉ? Có lẽ là mình sau lượt stream này mình rút kinh nghiệm là mình xóa tất cả các lệnh của con Nightbot, thì mình chỉ có thể để cho nó lệnh xóa thôi. MGL là xuất phát của cái từ Master Global Lewick, tức là giải đấu vô địch toàn cầu. Master Global Lewick. Và đoạn Lewin xuất phát nữa là một cái deck của Bình. Đó là sở trường của anh. Mình nghĩ nó vẫn là cái deck sở trường của anh thôi. Có cả Bet, một pha bút, có cả Lock, có cả Hawk. Rất là khó.
vẫn thủ được. Đó là một phong cách đánh của Lagen mà chúng ta đã thường thấy, là một cái cách thủ từ từ 3 phút, từ từ mình nhân lên thôi. Price Chris spam mình cũng nghĩ là vậy. Vâng, đã có hai cái bình rồi. Bây giờ sẽ đối thủ sẽ rất là đau đầu việc mà xử lý là có nên đập bình hay không. Nếu mà đập bình bây giờ thì Mammoth sẽ ra ngay lập tức. Đấy, đây là anh đánh rất là bước từ từ, lùi một bước mà không thể tiến được 3 bước. Bây giờ là combo rất là phải nói là rất là dư như nào. Mình phải nói rất là ghét. Thì con Vandit mà hút sau con lời Messi. Vâng, bây giờ thì đã giáp đã ra rồi, bây giờ vẫn một phút được. Đã có cái bình thứ 3 rồi, con Vandit lại xuất hiện rồi. Rất là nhanh, cái đấy cực kỳ nhanh. Hai bình rồi. Vâng, cái bình thứ 3 nữa rồi. Garden anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Vâng, có cả Mega Knight. Mình nghĩ là một làm Mammoth sẽ không phải là một spell. Mammoth sẽ không phải là một spell đâu. Cần phải xử lý ngay con Rồng Mù, không là con Mega Knight bay lập tức làm việc. Đúng rồi, Mammoth bay thả ngay cầu. Bị Fireball rồi. Oh my god. Có giáp luôn rồi. Rất tốt. Tuy nhiên cần phải giữ lại con. Cần phải xử lý ngay con Hawk. Có bình rồi. Làm gì có lát. Không lát một tí nào luôn. Mình đang xem stream của mình mà làm gì có lát đâu. Fireball. Cần phải tách nhanh mạnh mất. Cần phải tách nhanh 3 mất. Nhanh hơn một chút nữa. Đúng rồi, tấn công bên kia. Tấn công bước hướng mạnh lại. Đúng rồi, rất tốt. Đó là phong cách đánh của Legend. Rất tốt. Đấy mà lại tại sao, lý do tại sao mà mình phải nói là Legend mạnh đánh rất thông minh. Đánh là phải tính toán, là khoa học, rất khoa học. Galadon cũng là một người mà đánh phải nói như thế nào nhỉ? Phải đánh rất là kinh nghiệm. Nhưng mà đâu so với Legend thì anh là một người quái, mình phải nói là một từ quái dị. Khi mà đánh cái deck mà search size rất là nhanh, mà khi mà đã nhân 2 Eli và có được thêm 3 cái bình rồi thì cái khả năng mà gọi là thay chuyển tình thế rất là nhanh. Cho dù là Legend anh có thủ được ở phía bên phải nhưng mà phía bên trái anh vẫn không thể thủ được với một cái giáp. Đấy là một cái điều bài đánh mà rất là hay ở Legend là vậy. Anh luôn giữ được cái phong cách đánh như vậy. Hello, chiến thắng, lầu lắc được gầm gặp ông. Hello, welcome, please subscribe my channel, thank you. Ghi tỷ số nó sẽ tự nhảy nhá, không phải là mình ghi đâu. Link này hôm nay ok nhá, thằng admin nó đang ghi đấy, nó không phải. Hai. Ra lần kỳ này thôi rồi, nghĩ là vậy thôi. Legend Master, yeah, I think so. That's right. Vâng, đây là cái deck Mammoth. Hay là cái deck Winset. Mình nghĩ là deck Winset. Đúng rồi, deck Lockbait rất là hay. Đó là một con Winset. Và Garden anh đang xử lý một turn rất là lỗi. Ôi, Mota. Vâng, cái deck Mota rồi. Có cái giáp. Rất đúng rồi, đúng rồi. Tuy nhiên thì bị con preset. Xử lý ngay con preset. Đúng, rất là thông minh. Tuy nhiên thì nó đã bị mấy con ruồi đã bị cắn rồi. Rất là phí. Đây là cái deck mà mình thấy là cực kỳ là khó chịu.
Với cái sự hiện diện của con Bota ở trong đây thì nó cực kỳ là khó chịu. Có giáp không? Vâng, dùng pet để counter cũng khá là thông minh. Một bài xử lý cực kỳ là kinh nghiệm. Mình nghĩ là không cần giáp trong bài đấy. Và sử dụng giáp để giữ lại để counter con Barrel. Ở trong cái bài này chúng ta có rất nhiều các phương án xử lý. Tuy nhiên cái phương án xử lý đầu tiên đó chính là cái việc xử lý con preset bằng Commander. Đấy là một điều tối kỵ ở trong cái bài này. Nếu mà các bạn không xử lý, nếu mà Legend không xử lý con preset thì chắc chắn là người sẽ không thể là giam nào ra quân được. Đấy là một bài tối kỵ ở trong cái bài của Legend. Mà bị con preset mà con đứng nó bắn chỉ cần sinh ra hai con preset thôi thì đã là sắp bật lờ rồi. Vì vậy là Legend này các bạn đặt mình ở dưới thấp nữa đã bị rocket rồi. Bài này khó rồi đây. Tuy nhiên họ sẽ sinh ra con preset ngay lập tức. Họ có lock. Trong bài này họ có lock. Ôi con preset đã bị condo rồi, bạn bị condo rồi. Phải nói là bài này rất là khó để cho Legend. Rồi đúng rồi, con preset thứ hai đã bị giết rồi. Thực ra là mình thấy là thua, đúng là thua rồi, bởi vì rất là khó. Vì là không thể mang lock. Bài này mà mang lock thì dễ thở. Và thứ hai là con preset cực kỳ đúng chứ. Rocket rồi. Đây cũng là một cái deck tủ của Legend. Tuy nhiên thì trong cái bài này gọi là quá khó. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi. Yeah, đấy thằng Kumasnu này nó đang bảo là update scoreboard này. Thằng admin nó không update gì cả nên anh em chưa biết gì. Chris from Mexico. Yeah, welcome. Please subscribe my channel. Thank you. Done. Yeah. Thấy chưa, các bạn mình đã bảo rồi, cái này là của bạn admin chứ không phải là của mình. Admin nó không update thì nó mình sẽ biết được. Cái ông Pompeo cho cái deck inbound. Đúng rồi, mình xem mình mới xem cái deck mấy cái trận của Pompeo đánh bằng inbound rồi cực kỳ lầy lắm. Pompeo là một người đánh gọi là mỗi khi mà anh đánh, cho dù anh đánh cái gì hay không thì ít nhất phải 200-300 người xem. Phải nói là Let's go. Hot như Sơn Tùng ấy. Đấy, đúng rồi đấy ông ạ. Gặp deck tôi mà gặp lock bait thì sợ cái gì đâu. Vâng, họ đã phải dùng Miner rồi. Tuy nhiên thì Miner Poison là một cái deck mà counter là lock bait. Lại khó là cho Legend rồi, nó khó cho Legend rồi. Và anh phải xả ngay cái lock này. Vâng, cả cái lock luôn. Vì đã ra preset rồi. Ôi, bài gì đây? Ôi còn David, phải dùng David và Tornado để counter đuổi. Qua lại. Goblin. Goblin Gang. Vâng, Mega Knight rồi, bài rất khó rồi. Bài rất khó rồi vì một con Mega Knight có thể push rất là mạnh mà lại có lock. Ồ, có Mega Knight. Good, có giáp luôn. Rất tốt. Bài này không phải là một lock bait bình thường. Đây không phải là lock bait mà đây là cái này đông như ruồi. Mình phải nói là bài này đông như ruồi. Vâng, phải dùng Tornado rồi. Nếu mà cứ như thế này thì mấy cái này không nhập được rồi. Em ướn hơi lâu. Vâng, well play rồi. Mình nghĩ ban đầu cứ tưởng là lock bait mà gặp Miner Poison cộng với lại con Mega Knight thì đánh rất là khó. Tuy nhiên đây là một cái deck mà Mega Knight cũng bị rồi, có Miner thì rất là dễ thở, rất là dễ thở cho Legend. Please subscribe my channel. Please.
cần phải xử lý ngay con rồng ngu. Đúng rồi, rất tốt xử lý. Ôi, Tornado rồi, Tornado rồi. Trời ơi, Tornado rồi. Rất là nguy hiểm. Tuy nhiên họ đã có lót rồi, Rồi năm đâu, gan đúng rồi, ra đi. Họ đã có được cho con Mega Tai rồi. Một mình Miner đập sẽ rất là mệt. Cần có một nhảy đi. Không nhảy được, hay lắm. Phải nói là Rùi năm thì thể hiện cái chất khét lẹo. Ok, chúc mừng số 15 lần. Good job. BM ở trong đây thoải mái mà. BM ở trong đây cái bọn nó ra luật là thoải mái. Phải nói là một lời khen khi mà chọn deck của nó. Việt Nam dẫn trước 1-0. Cool. Sau mỗi lần mà comment ấy, sau mỗi lần mà một trận đấu mà nó hay ấy thì bạn có thể comment kiểu là well play, là good game chẳng hạn. Well play, good game như không. Không sai, sai rồi, mọi người hiểu sai rồi. Không được chat, tuy nhiên ở trong mỗi trận là game ấy thì các bạn có thể comment là well play với lại nữa. Well play hay là good game hả? Cái này không đổi cờ được. Cái này là overlay rồi. Nó là tôi là chính ban đầu ở trong cái đấy. Thì họ ghi là Australia vs Việt Nam, vì vậy là mình phải làm cho cờ của đấy. Còn bây giờ ở trong link score thì lắng bọn kia nó lại chọn ngược lại, vì vậy là mình rất là mình bị lỗi ở đấy. Mình đã gặp hai trận kiểu đấy rồi. Nếu mọi người chưa biết thì cứ tưởng là ngồi ở trong đấy thì không được chat gì, nhưng mà thực chất là mình có những lời khen ở trong trong những phút trận đấu. Mình tham gia caster đã tuần này là tuần thứ 3 rồi. Con Genie là gì? Có được quang Genie là như nào? Mình không hiểu lắm. Vâng, đó là một cái deck X-Bow rồi. Genie Tide Data là một cái deck X-Bow. Không biết là những đánh cái deck gì đây, vẫn có cả Team Muscati. Con Fit á, lợi nhuận lắm. Không thì chẳng được cái gì. Team Muscati. Không, mình chẳng hiểu cái đấy là cái gì cả. Quay trở lại với trận đấu thì X-Bow mà gặp Zion thì đánh bắn có phải cái loài chỉ ra thì mới bắn được với một Zion. Phải nói là ở bên khi mà X-Bow mà gặp Zion thì cực kỳ là nhàn, Zion đánh cực kỳ là nhàn. Zion cứ hút một cách chậm rãi, đánh hút chậm rãi và đúng rồi, đánh rất là thông minh. Miner đã bắt được Cupid rồi, một con ok. Bây giờ cứ Miner poison con, nếu mà họ đặt con X-Bow cao thì mình khá Zion. Một cái bài đánh chuẩn bài rồi, Zion chuẩn bị xuất hiện. Rất tốt. Zion thả ở đấy là một cách hợp lý, bởi vì là họ sẽ có thể là ra tuyết la và phải hồn. Tuy nhiên chúng ta đã có người, không sợ. Loa này gì để không hóa gì phải mát, nói loa thì nói loa anh em có cháy. Miner Poison, đúng rồi, bắt tốt.
Tuy nhiên này thả Giant ngay lập tức. Giant đâu? Đúng rồi, thả ngay cầu. Rất tốt. Rất tốt. Giant mà gặp X-Bow thì X-Bow bắn lòi chữ luôn. Bây giờ Minor Poison. Welcome, please, English only. English only. Ok, và bây giờ thủ tuần này nó kiểu quá là khỏe rồi. Mình đánh nhiều, mình biết là X-Bow nó sẽ sợ cái gì. X-Bow sợ nhất là mình béo, X-Bow sợ nhất là Giant. Mà X-Bow sợ nhất là gì đó là mình ăn này. Cool. Một trận đánh rất là dễ thở. Càng đánh là mình cảm thấy là anh em Việt Nam hôm nay có khả năng chiến thắng tốt hơn. X-Bow sợ Golem, Golem là bình thường rồi, Golem là bình thường. Mạng yếu ta. Đừng làm em đau chứ. Ok, và chúng ta đến với game thứ hai trong set thứ hai. Đúng rồi, tôi thấy cái này nó lag vãi chảy luôn ấy. Cái đến cái Leaf Friend thì tôi cũng thấy là hy vọng Nhiến thì hiện tại đang thấy là có cảm hứng rất là tốt rồi đấy. Vì là gặp cái đích counter thì sợ gì đâu. Hoàng Hải thì mình không biết, tại vì tâm lý của Hoàng Hải là mới tuổi dậy, mình không biết là như nào. Vâng, Mota, có Zion không? Vâng, có Zion, có Zion. X-Bow Mota gặp Zion được đoạch chỉ luôn. Vâng. Đây là một cái deck biến thể của Mota X-Bow. Hai anh em Mota X-Bow giống nhau thôi. Mota mà gặp Zion thì bắn loài chín. Bắn đi 3 must be 2 phát. 1-1. Còn must nó chỉ bắn được mỗi cái. May quá con Nai bị 7 chết bởi mấy băng 2 rồi. Băng rồi. Yeah, English only or Vietnamese. English and Vietnamese. Và đấy. Mình đấy, phán là cái đánh deck này nó nhàn lắm. Bây giờ con Max Lion thả đập luôn, đúng phải mạnh chuẩn luôn. Tuy nhiên thì con Mota sẽ bị bắn vào trong. Oh, Argentina, welcome. Nó bắn được tại vì là có, nếu bạn nào mà chơi Mota thì có một cái lỗi ở trong Mota này. Có một cái lỗi Mota mà mình thấy hay gặp nhất, đó chính là cái việc mà đó chính là việc con Mota nó hay bị đơ. Nếu mà bạn nào chơi Mota các bạn sẽ thấy là con Mota bị đơ. Wow, hai shot. Hay. Introduce vào gamer. Thôi khỏi. Đó rồi, bây giờ thì phải đặt Giant. Không thể đặt một mình con Maskity để counter con Mota được. Được. Đúng rồi, rồi 5. Bị Fireball rồi, rất là lỗi. Rất là lỗi, hai con rồi đâu, 7 đi. Được pha thả con rồi 5 cực kỳ là lỗi. Vì chắc chắn là họ sẽ có. Chắc chắn ở trong cái bài này họ sẽ có Fireball hoặc là con Rocket. Thông thường ở trong cái bài này nếu xoay trận như thế này họ sẽ dùng Fireball. Ra phải dùng hai đường đi đập rồi à, lỗi rồi lỗi một nhịp thôi là lỗi cả trận trận rồi. Cần xem xử lý những pha xử lý xuất thần của Nhím. Ngày xưa anh đánh khét lắm, bây giờ không biết còn khét như xưa không. Mình gặp Mota ấy thì mình gặp
nhiều lúc mình cảm thấy cái Kuta mình đơ, không hiểu sao. Wow. Hút kiếm rồi, hút kiếm rồi. Có ai còn xem không? Ê, mẹ đang stream thì em hiểu ruồn, tự nhiên lại bắt lỗi mình lỗi bị kẹt. Thank you.